Rồi, xin chào mọi người nhé. Sáng nay Trình đang chia sẻ với mọi người cây mai đọc xanh rin của mình đã nở hoa. Nó đang nở hoa này. Hoa nó hai lớp cánh tròn. Hai lớp cánh tròn nha mọi người. Hoa rất là đẹp, cực kỳ dễ thương luôn. Cây rin nha. Cái này mình để rỉa tàn cho nó có định hình cái form nó này. Cây một cốt, cái lùm một cốt này. Mình mới bấm cô tàn lại cho nó lấp cây, kiểu kiểu tán du. Mấy cái này thì nói chung vườn mình thì mình chơi form cây lùng, lùng lực thôi. Cho mình tiết kiệm diện tích á. Với lại cái gu mình thì cũng thích lùng lực thôi, chứ không thích phong cao. Đó. Thì tất cả các cây, từ cây mai thớ trực của mình định này, hoặc là cái cây mai lùm thôi, mình cũng định hình được cái form dáng của nó là nó sẽ lùng lực cù gút thôi, chứ không có chơi tông cao nha. Cây này là cây mẹ này. Cái đó là cây mai thớ. Nói chung cũng trên 10 năm rồi. Cây mai này cũng trên 10 năm rồi. Ra hoa rất là đẹp. Đây là cây mai lùm. Mai lùm này mới 5 năm à. 5 năm. Nó không có gốc đớ đàng hoàng. Chung đa phần thì mọi người cũng chưa hiểu về cái cây đọt xanh đâu. Cái giống đọt xanh là thuộc nhà hàng là cái giống cô kiến. Hồi xưa mà có một cái cây đọt xanh là rất là giá trị nha mọi người. Có khi nó còn hơn cây cúc luôn. Bởi vì cái dòng này nó lâu lớn, với lại là cái lớp lọc lá của nó sẽ tạo ra một cái điểm nhấn khác biệt của nó. Dòng đọt xanh thì nó lọc lá nó xanh theo kiểu đậm chất riêng biệt, không xen lẫn vào đâu. Đỡ một hàng như thế này thì lọc lá nó sẽ nổi bật, nổi trội hơn tất cả luôn. Dòng này rất là giá trị nha mọi người. Giá trị hơn cây cúc rất là nhiều. Nuôi rất là khó, chậm lớn nữa. Để giữ được form dáng với tây tàng như thế này thì đã là một sự cố gắng của nhà vườn rất là nhiều ha. Nên đỡ chăm được một cái cây thành phẩm mà giao lưu cho mọi người. Cúc hay là đọt xanh gì thì tất nhiên các nhà vườn thì sẽ bán giá rất là cao. Mà nói chung cũng tùy theo gu mọi người. Mọi người thì có người thì thích dòng Hồi giáo. Nói chung thì mình chơi cây kiến thì mình cũng không có bị lệ, tốt nhất là không có nên lệ thuộc vào cái giống gì nhiều ha. Miễn cái cây mà nó có gốc đế này, cốt thân dáng cốt này, tây tán này đó. Với lại hoa nó đẹp, nó hợp mắt, hợp túi tiền mình thì mình chơi thôi đó. Chứ nhiều dòng giáo thì nói chung là nó cũng có những cái dòng nó rất là bền hoa mà nó đẹp, chứ không phải nhất thiết là cúc hay là những cái dòng gì nó đột biến là mới có giá trị đâu. Chung cây là nó giá trị nằm ở phần là cái dáng thớ, với lại là cái chất của cây. Cây nó già mà nó cái chất cây là nó đẹp, kiểu như già lão á. Cây nó sẽ tăng giá trị rất là nhiều so với những cây tơ, cây gốc đớ rồi. Nhất đỡ nhì thân. Cây mà đỡ đẹp, thân cốt là nó thuần, với lại là giống hoa đẹp nữa, cánh kín nữa, là cây cực kỳ giá trị. Trịnh chia sẻ sáng nay thì Trịnh chia sẻ
những cái cây doxandrin, một cây mai thớ và một cây mai lầm. Đó, cây mai lầm đang nuôi trong cái chậu men kìa, chậu men chữ tèo kìa. Còn cây mai thớ này thì mình bởi vì cây này là dòng cây nó già, nó lâu năm rồi, trên 10 năm rồi, mình muốn nuôi cái nó phát cái củ á, là mình phải nuôi trong cái chậu xi măng cho nó mát cây, nó đùng cái củ ra. Chậu xi măng này lọt lòng tới 6-70 lần, chậu quay màu đỏ này, nuôi cho nó mát cây. Cái mai dáng trực của Bình Định rất đẹp, giá trị nó không có thấp đâu nha mọi người. Cái mai lầm này cũng có cái cốt thân nó đẹp, một cốt với lại tây tàng dâm nó ra đông đặc tứ diện đều luôn. Đó, mình lựa chọn cái ngọn xuất phát điểm nó là ngay đây thôi, nay mai không chặn ngọn, mình không có cho lên cao nữa, mình chỉ đợi nó lấp thôi, nuôi tây tán nữa. Đó, cho nó nước mầm để nhánh rồi mà nó sẽ ấm lại thôi. Đây mình mới bấm con lại cách đây 2-3 ngày ạ, để mình rỉ chi nhánh này, rỉ bằng cái ghim tre cho nó đều, định hình cái form của nó cho nó chuẩn. Sau này là mình tháo ghim tre ra, thì khi nào form nó chuẩn tháo ghim tre ra thì nó sẽ định hình được cái form dáng tông thớ và lâu dài của cây. Đây, phần củ đế nó này, đế rễ nó này, mình trồng nó nôm cao lên tầm nửa gang tay, nửa gang tay so với cái vành chậu. Sau này nó đất nó xuống, nó dễ xuống nữa, vừa xuống tới tầm cỡ này là mình nhìn được cái gốc đế nó đôm lên, nôm ra nó đẹp. Này cây giáo này, cây giáo này củ nó còn bự, củ đẹp. Giáo này thì mình bấm con lại này mọi người thấy không, bấm con lại bây giờ nó bắt đầu nó bung lọc này, trễ lọc này, trễ lọc tất cả các chi cành. Dòng mai thớ thì họ không có đỡ tây tán nhiều đâu, trừ những cây nó quá lâu năm, thì quá lâu năm giống như cây kia này. Đó, mình vẫn con lại hết, chờ dáng cốt là chính, với lại gốc đế. Cục đế cái dạo này cũng đẹp lắm, nó sáng lại tạo thành một củ đế đẹp trong nó luôn. Chân rễ thì chân rễ đứng, chân rễ đứng nó làm điểm tựa cho cái củ này, không cái cuồng nó này, coex đi rất là lách lượng này. Kiếm coex này nó rất là khó. Những dòng coex mà coi như thế này thì giá nó không có dưới tiền triệu đâu nha mọi người, nói chung là dưới 1 triệu đâu, nói chung là từ 2 triệu. Đó, cái này là 2 triệu đó đi, không mới dưới không. Đây là cái cây cúc rin của mình này, cúc rin này nó cũng đang nuôi sần này. Đó, hoàn thân là to, bữa trình có đen này, cái cúc rin này trình đen, bữa trình đen cũng có 6 triệu thôi. Đó, hoàn thân trên 20, bự lắm. Cái này mà nó phát cái bộ đế nó có những hình hài nó đẹp hơn thì tất nhiên giá trị nó cao hơn. Còn đây là nói chung là đế rễ là nói chung là nó cũng đơn điệu, đế rễ nó đơn điệu cho nên giá nó thấp, chỉ 6 triệu thôi là vừa túi tiền rồi, vừa cái giá trị coi thôi. Đó, bao giá tại vườn chứ cũng không phải là buôn bán hàng chợ ở ngoài chợ nên cũng không có thấp giá gì đâu. Không, nói chung trẻ không tới giá thì trình không có giao lưu thôi, chứ không phải là, nói chung là coi này cũng trồng lâu năm rồi. Tính công cán chi phí phân thuốc chăm sóc rồi giá trị thì nói chung là nó cũng rẻ. Nuôi một cái cây con như thế này nè, mấy cây cúc con này, mình nuôi cho thế này thì
người tháp nó rất là lâu, hơn một năm rồi. Đó, hơn một năm có tí tẹo rồi. Chung còn nhiều lắm mà không có thời gian để mà đặt chậu mà không chưa có. Đó, Trình muốn giữ lại mấy cây cúc như thế này, cúc rinh này. Còn mấy cây thành phẩm thì mình bán để trang trải phân thuốc thôi. Rồi sáng nay Trịnh đang chia sẻ vài cây mai của mình, với lại có một cái cây đột xanh nó đang ra hoa này cho mọi người xem. Rồi xin chào, cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình ha. Cảm ơn những ai đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Và chúc tất cả mọi người an lành, vui vẻ trong cuộc sống ha. Rồi xin chào, cảm ơn mọi người đã xem hết video ha.